Đang lên cho anh em một cái cấu hình combo trị giá là 33 triệu 600 anh em nhé. Với cái cấu hình này anh em sử dụng một cặp loa lắc 12. Cặp loa này quá quen thuộc với anh em rồi, bán khá là nhiều anh em nhé. Với cặp này hiện tại đang giá là 10 triệu một xu 40, TVK 15, giá hiện tại đang là 6 triệu rưỡi. Đồng bộ của LX riêng vang đây sử dụng con vang cao cấp JBL KX180 rất là hay, vang này tuyệt đỉnh luôn anh em nhé. Vang 10-20 triệu chưa chắc ăn được nó đâu, chất âm cực kỳ tuyệt vời. Đấy, mic U75 đẩy HD410. Câu đò đưa thầm gọi tôi nghe về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Ngô bước dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đang dấu chậm ngoài đêm vẫn đi về lối cũ. Rất chất anh em nhé. Với cái cấu hình này HD 4.10 đang dư công suất anh em nhé. Công suất của nó là 1000W một kênh ở chế độ 8 ohm, 1500W ở 4 ohm anh em nhé. Là một trong những cái con đẩy rất là chất lượng và giá rất hợp lý, chỉ 9 triệu rưỡi thôi anh em nhé. Màn hình hiển thị nhiệt độ, tốc độ quay ở quạt và cái điện áp đầu vào chế độ đánh anh em nhé. Đó, giá nó là 9 triệu rưỡi, cực kỳ đẹp. Tặng một lọc nguồn P10 anh em nhé. Tặng một lọc nguồn P10 trị giá 1.8 triệu. Và con vang đây, sử dụng con vang rất cao cấp như em nói ngay từ lúc đầu, canh 180. Những cái con vang trên 10 triệu, 20 triệu chưa chắc đã ăn được nó, bởi con tiếng nó cực sạch, tiếng effect cực kỳ chuyên nghiệp anh em nhé, rất là hay. Giá của nó hiện tại chỉ 5 triệu anh em nhé, đang khuyến mại rất tốt cho anh em chơi. Đó là một trong những con vang như em nói rồi, đẳng cấp. Anh em đã dùng rồi thì anh em biết. Và một bộ mic ở đây sử dụng 7-5 hay là mã. Với bộ mic này là một trong những cái bộ mic rất là bình dân, nhưng mà cái chất âm của nó rất là tốt anh em nhé. Tiếng trầm rất là đẹp và lên cao không vỡ tiếng. Mic chất lượng và có chế độ tự ngắt để nó đang ngắt đấy. Đấy, cầm lên này. Đó, có tự ngắt anh em nhé. Rất là hay với bộ mic này. Giá chỉ 2 triệu 6 thôi. Đó. Và phần súp thì chúng ta đang sử dụng súp TVK 15 bát 40. Đó, loa thì lắc 12 bát 30. Đôi này thì bên em đã bán cực kỳ nhiều anh em nhé, và rất nhiều anh em đã sử dụng. Chất âm tuyệt vời. Đó. Chất âm rất tuyệt vời. Rõ ràng chi tiết và hay. Đó. Chi tiết anh em hát karaoke nghe nhạc đều vô tư. Đó. Anh em để tham khảo. Mọi tin chi tiết mua hàng anh em thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.